Em cũng biết mà anh rất là khắt khe về nghề nghiệp, nhưng mà anh vô cùng là tỉnh táo trong cái chuyện đấy. Mình có thể làm được rất nhiều thứ. Em cũng biết khả năng của anh là sáng tác, là này là kia là chơi rồi. Nói chung là anh update từ cả Gen Z, âm nhạc thế giới này kia, nhưng mà anh không bao giờ anh tham lam. Cái đó là cái tỉnh táo của mỗi nghệ nghệ sĩ. Đấy, cái tiếc nuối của em là hồi nãy em nói với chú, là chú có nói đó là nghe nhiều biết nhiều xong rồi cứ muốn làm tùm lum tùm la, thấy người ta làm được cái là mình cũng muốn làm, thấy nhà người ta bán cơm tấm là mình cũng bán cơm tấm đó, kiểu đó. Thì em rất mất nhiều thời gian vào cái việc đấy, và mất cả công sức và tiền bạc nữa. Thì em thấy là thực ra nó cũng cho mình cái bài học. Cái đấy là trải nghiệm mà em. Xin chào mọi người, tôi là anh Tài Bằng Vẫn anh Tài à? Kiều. Đang đến với bơi với Thiên Thành. Thanks. Đây là anh chú Bằng Kiều, Thiên gọi là chú, tại vì hồi xưa hay gọi là chú bầu. Thì sẽ có mặt là một trong những khách mời đặc biệt của live concert Skynote tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 10. Như Thiên cũng chia sẻ là chú bầu là một cái người là có cái dấu ấn rất lớn trong sự nghiệp của Thiên. Ngoài cái việc là cái người ca sĩ hát rất hay, từ xưa mình đã nghe với một cái giọng hát rất là lạ thời điểm đó nhá. Không không chưa có nghĩa là Việt Nam mình chưa có ai hát cái kiểu giọng như thế, thì chú bầu xuất hiện một cái như là một cái kiểu ca sĩ, một cái chất giọng lạ mà kiểu rất là người ta gọi là cao cấp ấy, là vì hát rất cao. Thời xưa người ta nghĩ là hát cao là một cái người rất giỏi, vì nó tùy thuộc vào cái việc là cao thấp mà. Đấy. Ai mà hát kiểu đi karaoke mà hát được mấy cái bài của những kiểu là mày giỏi thế, kiểu kiểu đấy. Đấy là cái tiêu chuẩn để đánh giá. Vậy nên là rất là có một cái thời gian mà cả Trái Tim Bên Lề rồi rất là nhiều bài hát của chú bầu ra mắt, mọi người rất là thích. Và chú bầu cũng là cái kiểu ca sĩ mà gọi là đánh dấu cho cái người xuất hiện cái giọng gọi là giọng nam cao mà giọng mái ở Việt Nam đấy. Từ thời xưa chú bầu hát cao hơn nhiều luôn á, mà để đu cái tông của chú bầu là một cái thử thách rất lớn. Vậy nên là năm 2014 thì có gặp chú bầu, xong rồi chú còn giới thiệu em vô hát trong nhà trung tâm yếu gia luôn, đêm tình nhân của anh Giang. Thì anh em mình có hát cái bài Câu Chuyện Tình Tôi, mà giờ mất cái bản thu đấy, không ra mắt được audio luôn, Thế mà à? cái bản phối rất hay. Anh nhớ không, anh Nhật Trung phối cho mình đó, xong rồi mình thu xong rồi cái lại bảo là không có file đó. Bài hay nhỉ? Mà bài phối đấy hay, thì em đang đang bàn với anh Sa là chắc hát lại bài đấy Bài hay, nếu được, một trong những bài nhưng mà hay. lời hơi dài đấy chú nhé. Thì nhìn À, có mang skill rồi. Đấy thì cảm ơn chú, thì nhân tiện là cái việc là 10 năm trước chú mời em, thì bây giờ em sẽ đúng 10 năm em mời chú làm khách mời cho em, một cái vinh dự cũng như là một cái người thầy đầu tiên đi. Anh người thầy thứ hai sau anh Quang Dũng. Quang Dũng là trong idol, còn anh là cái người thứ hai trên cái hành trình sự nghiệp của em, là dạy em hát rồi biên tập album cho em rồi vô phòng thu kiệu cho em. Đấy, như là một cái cách để em tri ân, cảm ơn anh. Thì anh cũng chúc mừng Thiên, bởi vì sau một cái thời gian, thực ra thì một cái thời gian khá dài đúng không? Một cái thời gian 10 năm không không phải là một thời gian ngắn, nhưng mà đối với anh ấy thì nó cũng vẫn là một cái hành trình mà rất là ngoạn mục của em. Vì so với cái lúc mà anh Mình em mình gặp gặp nhau. nhau ấy, em đã là một người có tố chất hát hay rồi, nhưng mà còn rất nhiều những cái mà mình cần bổ sung. Thì Đúng trong rồi. cái khoảng thời gian đó thì em đã làm rất tốt cái việc đấy, và cái bằng chứng là khán giả rất là yêu mến em. Cho đến bây giờ thì Quốc Thiên là một cái tên, phải nói là tên bán vé đấy. bởi Ôi, vì cảm ơn. là bởi vì là anh em mình cứ hay nói với nhau ấy, là muốn gì thì muốn, cứ bán vé được thì mới nổi gì thì nổi, hay là có hàng 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 bao nhiêu triệu view ở trên YouTube rồi trên mạng xã hội, nhưng mà ra bán vé mà không bán được ấy thì cũng chưa phải là một cái một một người nghệ sĩ có sức hút. Bởi vì là những người mua vé có thể là họ, anh không biết là người ta khác như nào, nhưng mà khi mà người ta bỏ tiền ra để người ta thưởng thức một giọng hát thì cái đó là cái mà
mình trân trọng vô cùng. Dạ. Vô họ cùng trân trọng. Khó của mới họ lại kỹ tính của người họ. Người ta select, người ta sẽ rất là gọi là chọn lọc. Dạ. Cái để người ta nghe, người ta bỏ tiền ra người ta nghe. Thế còn ví dụ nghe free ở trên đấy thì nghe sao cũng được, vui vui rồi, nhưng mà cái điều đó, đó nó làm cho anh rất là thấy vui, rất là hạnh phúc, bởi vì tất cả những cái người anh từ xưa tới nay mà anh hay chia sẻ với lại nói chung là dẫn dắt đàn em, anh chưa bao giờ anh nhận anh là thầy, bởi vì anh không có mở lớp, không có dạy ai cả, nhưng mà tất cả những người mà anh cảm thấy là có tiềm năng, có khả năng và có cái potential ấy, thì anh rất là thích và lúc nào cũng sẵn lòng trao đổi và chia sẻ tất cả những cái gì mình muốn tốt cho người đó. Yeah. Thì trong cái quá trình mà 10 năm nay em đã làm thì quá tốt. Và cái live show này, concert này là cái đầu tiên hay là cái thứ mấy? Cái đầu tiên. Cái đầu tiên của em. Anh nghĩ là nó, khán giả cũng đang rất là chờ đợi đấy. Vâng. Thì cái mà em có một cái sự hơi liều lĩnh là bởi vì khán giả Hà Nội là cái nơi mà rất là khó. Người ta không đi xem theo phong trào. Ở Hà Nội không đi xem theo phong trào. Cho đến bây giờ thì để ca sĩ để bán được vé ở Hà Nội ấy, thì cả Việt Nam anh nghĩ vẫn đếm trên đầu ngón tay được. Chưa nằm ở ngoài mấy đầu ngón tay đâu. Thế cho nên là một cái đó là anh đã rất là cảm phục em, bởi vì là một cái sự gọi là bản lĩnh vô cùng mới mở hàng ở Hà Nội. Nhưng mà anh nghĩ là em cũng rất tự tin rồi, qua những cái show em làm khách mời này, rồi em hát những cái show nhạc thì em biết là cái tình cảm của khán giả Hà Nội đã dành cho rồi. Và nhất là Trung tâm Hội nghị Quốc gia đúng không? Yeah. Là một cái nhà hát lớn nhất thánh ở Hà Nội bây giờ. Thánh đường lớn nhất bây giờ, gần 4.000 khán giả. Cái đó là cái sẽ phải work rất là nhiều. Phải và tất nhiên cái show đầu tiên là anh nghĩ là khán giả sẽ ủng hộ cô Thiên rất nhiều, bởi vì em có một cái cảm tình đối với khán giả Hà Nội, anh biết điều đó. Và nhưng mà cái khó ấy là mình làm chương trình làm sao đấy để mình giữ được mỗi năm mình làm một lần. Yeah. Hay là tùy theo cái schedule của mình. Mỗi năm một lần, đó hả chú? Căng thế. Ví dụ như là anh thì anh từ năm 12 cho tới giờ thì là mỗi năm anh sẽ được có nào? Một cho tới hai thế concert to, tức là một cái như giống như của mình, còn một cái giống như là mình là chính chẳng hạn thế. Căng thì lắm, căng từ năm 12 cho tới giờ là 12 năm rồi. Năm nào anh cũng có từ 2 đến 3 cái concert to và lúc nào cũng được khán giả rất là ủng hộ, rất là nhiều khi có những chương trình như là cái chương trình Đêm Tình Nhân, em cũng biết là bọn anh xây dựng xong rồi, cho đến bây giờ thì từ hồi dịch đến giờ thì không làm nữa. Nói chung là bên tổ chức cũng có những concept khác, làm đến 7 cái rồi và khán giả rất là yêu thương thế, chương trình đó. Thế em cũng được tham gia Đêm Tình Nhân 2 đấy. Thì em cũng biết là khán giả yêu thương như thế nào. Mà em toàn là nhìn anh để em phấn đấu không đó. Cái đó là cái mà anh rất là tự hào về về cái nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Khán giả rất là chọn lọc và ủng hộ. Khi mà em đã được lòng khán giả ở Hà Nội rồi ấy, mà mỗi năm em làm được 1-2 cái ấy, thì gọi là cái nền tảng của em nó vững vàng lắm. Yeah. Em sẽ rất tự tin, bởi vì cái điều tự tin nó là cái quan trọng vô cùng ở trong sự nghiệp một người nghệ sĩ. Thì chứ nói em liều, em cũng đang em cũng chấp nhận, tại vì phải liều thôi, tại vì 16 năm rồi chú. Em cũng 16 năm rồi thì em cũng muốn phải có một cái gì dấu ấn riêng cho mình.
Anh nghĩ là em không liều theo kiểu bạt mạng, mà tức là một cái sự dũng cảm, là nhiều có nhiều người cũng có tình cả cảm khán của khán giả, nhưng mà bảo là làm concert ở Hà Nội thì người ta vẫn e dè lắm, bởi Vâng. vì người ta hiểu, khi mà diễn là hiểu, nhưng mà anh nghĩ là em, cái tự tin của em và cái sự yêu mến của khán giả đến bây giờ nó là đủ cái duyên để làm cái concert lớn như vậy. Và Vâng. anh cũng rất là hạnh phúc khi mà cái con đường sự nghiệp của em nó thăng tiến và nó rất là lên, rất là chắc chắn. Dạ. Cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất, mà nó phải chắc chắn. Mình không làm cái gì mà kiểu ăn xổi ấy, Vâng. thì cái đó là cái mà anh trân trọng vô cùng. Em mà Và nghĩ ra năm 2014 mà có được cái thành công gì đấy thì em cũng kiểu trông chênh lắm. Kiểu mình chưa đủ cái khả năng, chưa đủ cái cảm nhận về cái nghề này, với lại là cái cảm nhận về cả con người mình, về cái tài năng của mình chưa biết cái cách để mình làm sao đúng cho rồi, nó tốt nhất. cứ phải trải nghiệm, cứ Vâng. phải trải qua rồi chiến đấu tất cả các mặt trận. Khó khăn nữa. Khó khăn lắm. Nhưng mà cái đấy là cái mà đã làm nên Quốc Thiên bây giờ. Và chắc chắn rằng anh nghĩ là live concert lần này của em ấy, nó sẽ là một cái chương trình để cho em tri ân khán giả, Vâng. rồi là để khẳng định cái vị thế của mình ở trong 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 showbiz. Dạ. Yeah. Cái anh cũng rất là vui khi mà em mời anh làm khách mời, vì là thường thường ấy thì khách mời của anh đa phần là nữ. Trời ơi, mời được anh là em Nhưng mừng mừng lắm, tại vì mà anh em mình có những cái gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, cho nên vâng. là mình hiểu nhau, mình sẽ có những cái tiết mục chắc chắn là khán giả sẽ phải trông đợi, và Vâng. mình sẽ, nhất là khi mà anh em mình trông gai, vừa đang đang đạp hết trông này đến gai kia, phải không? Thế là nó cũng có cái lý do để khán Chú giả nhảy bài không? hả Chú nhảy bài không? nhảy chứ, anh có sợ gì đâu. Ghê lắm bây á. giờ bây giờ là bây giờ mình khi mà mình đã trông gai đi, anh trai vượt trông gai Sao rồi, mình là thấy thích tất nhỉ? cả những cái sân khấu mà biểu diễn bình thường là mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, Mình thích nó không ghê. có cái áp lực, không có cái gì. Trong khi trong chương trình thì cứ 3 4 ngày là phải ra một bài mới, mà nó phải hay, nó phải thế này, nó phải thế kia, nó phải đầy đủ các mọi yếu tố, mệt ơi là mệt. Nhưng mà Lại mê. sau đó thì nó mang cho mình một cái năng lượng vô cùng là dồi dào. Dạ, công nhận. Em mất ngủ luôn đấy mà thấy sướng lắm. Tự nhiên Sướng ngày mà. hôm qua mình quay xong cái em thấy thì tiên nó hẫng, bây giờ mình phải kiểu mình phải về còn lại cuộc sống của mình đấy. Không biết khi nào mới quay lại cái nhịp đấy. Đối với anh thì tố chất quan trọng nhất của ca sĩ thì vẫn là thiên phú, vẫn là khả năng thiên Tài năng. phú. Bởi vì là cái khả năng thiên phú đấy thì em không học được, Đúng nó khổ cái là không học được. Một câu hát thôi mà bây giờ anh hát như thế này, và kể cả là anh có dạy một bạn nào hay là ai bắt chiếc hay là như thế nào, có giống như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cái sự truyền tải của nó vẫn khác anh. rồi. Đúng rồi. Cái sự truyền tải đến người nghe nó vẫn khác anh. Thì cái đó là anh nghĩ rằng cái quan trọng nhất vẫn là khả năng thiên phú, và Em cái đồng khả ý. năng thiên phú đấy nó phải cộng với khả năng thiên phú cảm nhận những cái gì xung quanh. Tức là ông trời cho mình cái giọng hát, nhưng mà ông trời phải cho mình thêm một cái nữa là cái cảm nhận về cái đẹp, tức là về thẩm mỹ. Dạ. Trong nghề anh em mình hay gọi là thẩm mỹ. Thì cái công tắc ấy, cái công tắc của gọi là mình gọi là tổ, anh em mình hay gọi là tổ tổ đãi đấy, là mình phải có một cái công tắc lúc nào cũng bật.
để cảm nhận tất cả những cái gì xung quanh mình. Và trau dồi thì tất nhiên rồi, trau dồi học hỏi, cái đấy là cái điều tất nhiên rồi. Không, cái đấy nói ra nó sáo lắm, nó sáo rỗng lắm. Cái khi mà em đạt đến một cái trình độ nào đấy thì chắc chắn là em phải có học hỏi, em phải có trau dồi, em phải có rèn luyện thì nó mới ra như thế. Chứ còn nếu mà không có thiên phú thì tập luyện cũng khó hơn. Đấy, còn không có thiên phú thì tập luyện hay là như thế nào đi chăng nữa ấy, thì nó sẽ trở thành một người hát giỏi. Nhưng mà hát giỏi chưa chắc đã hát hay. Ý là một tài năng bình thường. Tức là một dạng tài năng bình thường. Hát giỏi và hát hay là nó hai khái niệm hơi khác nhau. Dạ. Mà người hát giỏi thì rất nhiều người. Người nhiều khi kể cả khán giả cũng hay nhầm lẫn cái đấy. Cũng hay nhầm lẫn là hát giỏi với hát hay. Dạ. Giống như là ngày xưa mọi người cứ bảo anh là giọng cao thì hát hay, nhưng mà anh lúc nào anh cũng giải thích với mọi người là cao hay thấp nó không quan trọng bằng phải hát hay. Đó. Giọng cao nhiều khi nó là một cái bất lợi, đúng không? Bất lợi đối với cá nhân cái người đấy, bởi vì là cao mà để tình thì nó khó hơn là trầm trầm, xong rồi vốn dĩ cái trầm nó đã du dương rồi, nó đã tình cảm rồi. Mà nhạc Việt Nam mình thì cần cái đấy. Thì đó, cho nên là cái quan trọng nhất anh nghĩ vẫn là may mắn, thiên phú và trau dồi thì tất nhiên là phải có. Yeah. Mà cái như anh nói là cái công tắc của thẩm mỹ là quan trọng vô cùng đối với một người ca sĩ chuyên nghiệp. Còn em thì đối với em tố chất thì em bổ sung ý của anh thôi. Tố chất thì nghệ sĩ ngày nay thì em nghĩ là cần có thêm cái sự humble, khiêm tốn, biết người biết ta, để luôn luôn tôn trọng những anh em đồng nghiệp, tôn trọng người đi trước, những cái đa cái đề, những anh em đi trước của mình, rồi tôn trọng những lứa nghệ sĩ sau, những đàn em đấy, để luôn luôn có những cái đánh giá tỉnh táo, những cái cách nhìn về cái môi trường của mình, về cái khả năng của mình, của khả năng của người khác đúng đắn nhất, để luôn luôn vươn lên theo cái cách nhìn nhận của mình. Cái đấy thì nó lại thuộc vào phạm trù đạo đức nhân phẩm rồi là nhưng nó cũng là cái tố chất mà nếu mà phải có trong con người mình thì cái đó là cái mà nó nằm ở trong cái thẩm mỹ. Nó nằm ở trong cái thẩm mỹ của anh. Khi mà tổ nghề bật cho mình cái công tắc đấy thì mình cảm nhận được hết. Em cảm nhận được hết những cái gì xung quanh, ai giỏi, ai yếu, ai như thế nào. Mà khi mà em cảm nhận để em trân trọng nó thì tự nhiên là nó ra mấy cái kia. Là nó ra tự nhiên mình yêu quý đàn em rồi, mình trân trọng tiền bối rồi, nó ra hết tất cả những cái đó. Mình khác nhiều lắm, rất nhiều. Ngay cả việc mà cái cách truyền tải về cái cách cảm nhận về cảm xúc cũng đã khác rồi. Rồi cái cảm quan về âm nhạc cũng đã khác rồi. Giờ Gen Z mà bảo nghe nhạc Quốc Thiên là cũng đã khó rồi. Và thực ra thì theo anh thì nó cũng không có cái nhìn về cụ thể hóa ấy, thì nó cũng không phải là cái gì mà khác biệt lắm. Nhưng mà cái khác biệt lớn nhất là về mạng xã hội. Cái thời của anh xong đến thời của em xong đến thời của các bạn sau này là cái khác biệt lớn nhất là mạng xã hội và cái tiếp cận với khán giả. Bởi vì khi ví dụ như thời của anh thì tiếp cận với khán giả chỉ bằng là mình phải hát hay thì mình mới tiếp cận được, không có cách nào mà tiếp cận cả. Ra lên tất cả mọi thứ là lên trước mặt mọi người để biểu diễn, để hát. Mà một năm thì riêng trường nhạc viện đã có ít nhất là 30 người ca sĩ ra lò. Đúng rồi. Ít nhất là 30 người, còn đâu là 20 người, 50 người. Một trường nhạc viện không, chưa nói đến trường nghệ thuật này, đoàn nghệ thuật kia, rồi đủ thứ ở tất cả các tỉnh thành. Tức là một năm thì cái riêng cái việc đào tạo để thành ca sĩ, để thành một người hát ấy, thì nó đã có chắc là hàng trăm người,
hàng ngàn người. Đúng rồi, em cũng vậy, khóa của em bốn mấy người. Đấy, thì cái tiếp cận là từng đấy người mà lên trên sân khấu mà hát, nếu mà được khán giả chấp nhận thì mới có chỗ đứng chẳng hạn thế. Còn bây giờ ấy thì là dễ cái hơn. Tiếp cận với khán giả nó là thế giới phẳng, nó không còn tất cả mọi thứ rồi, nhiều khi lại còn có những cái công nghệ nữa. Công nghệ để làm cho mình có nhiều người thích nữa. Chứ không hẳn là nó ấy. Nhưng em mà... thì em nghĩ là đấy, ví dụ là khán giả bây giờ người ta thích cái kiểu, ví dụ đang nói về vấn đề là khán giả Gen Z bây giờ, người ta thấy rằng là những cái nghệ sĩ thời của mình chỉ cần đứng hát thôi, còn bây giờ họ thích cái kiểu là phải biểu diễn, hát không cần nó phải update về âm nhạc. Tức là đấy. Nó thực ra nó là đời sống, nó đời sống, đời sống bây giờ nó nhanh. Bây giờ các bạn ấy có rất nhiều việc để làm, chứ không phải là như ngày xưa, như cha ông mình hay khán giả lớp trước ấy, thì nghiền ngẫm từ nghe một bài hát. Đúng rồi. Nghiền ngẫm đi liên tục. Rồi là phân tích này kia các thứ, rồi mê đắm. Còn đâu là bây giờ các bạn ấy nhiều việc lắm, các bạn chỉ lướt lướt xem một tí thôi, xong là thôi, làm sao mà các bạn nghiền ngẫm được. Thế cho nên là các bạn cần một cái gì nó attack ngay vào bộ não. Phải tấn công ngay vào cái... Thế cho nên là đời sống nó sẽ làm đời sống nhanh thì mọi thứ nó cũng nhanh. Mọi thứ nó... Và nó đến đi cũng rất nhanh. Bây giờ ví dụ như một cái bài của một ca sĩ A là một thần tượng kinh khủng. Tức là bài có khi hàng trăm triệu view, nhưng mà chỉ được vài tháng hay là cùng lắm năm là nó trôi qua một cách... Thế. Gọi là... nhiều khi nhắc không ai nhớ nữa. Thế. Mặc dù cái lúc đấy là bao nhiêu view, bao nổi kinh khủng, nhưng mà nó khác biệt là cái đời sống ấy. Đời sống nó sẽ làm cho người ta như công vậy. Công nhận, cái đấy là cái mà khác các thế hệ với nhau đấy. Nhưng mà cái đấy là cái mà phải có thay đổi mà. Khi mà ví dụ như anh em mình thì nó sẽ làm cho anh em mình bắt buộc phải suy nghĩ là tệp khán giả của mình và khán giả, những cái khán giả mà Gen Z chẳng hạn thế, thì sau khi nó hết Gen Z rồi thì nó sẽ nghe nhạc gì, thì mình lại phải quay về hướng tới cái mà bây giờ học hết cấp 3 thì phải lên đại học, hết đại học rồi phải lên cao học chẳng hạn thế, thì nghe hồi bé nghe ca sĩ này thì lớn lên thì sẽ nghe ca sĩ này, phù hợp với độ tuổi, và lớn lên nữa thì sẽ nghe ca sĩ này, thì mình luôn luôn mình update, tôi gọi là theo cái khán giả của mình, cái tệp khán giả của mình. Theo anh như thế thì là tỉnh táo. Đối với anh thì anh rất là, em cũng biết mà, anh rất là khắt khe về nghề nghiệp, nhưng mà anh vô cùng là tỉnh táo trong cái chuyện đấy. Mình có thể làm được rất nhiều thứ. Em cũng biết khả năng của anh là sáng tác, là này, là kia, là chơi rồi. Nói chung là anh update từ cả Gen Z, âm nhạc thế giới này kia, nhưng mà anh không bao giờ anh tham lam. Cái đó là cái tỉnh táo của mỗi nghệ sĩ, bởi vì là anh thấy nghệ sĩ thì hay cuốn vào. Đúng rồi. Thấy mình làm được là làm. Công nhận. Chứ không có control được cái việc mình thích là một việc, đúng không? Mình update là một việc, còn cái việc của mình là mình là việc của đấy, mình. Cái việc của mình là mình phải đưa cái món ăn chuẩn cho khán giả của mình. Thế. Chứ không phải là mình cái làm được cái, ví dụ em bán phở nhưng mà em làm được cơm tấm là em lại làm cơm tấm chẳng hạn đấy. Cái đấy có thời gian em bị như vậy đấy. Đấy, cái đấy mấy năm trời. Cái đấy là cái mà anh luôn luôn khuyên những người đàn em cũng như là những người mà anh yêu quý, là mình làm bất cứ việc gì cũng thế thôi, mình phải có cái tệp và một cách tỉnh táo nhất để làm đúng việc của mình. Anh làm được 1 tỷ việc nhưng mà anh không làm, bởi không phải là anh không làm được mà là anh không làm thôi, bởi vì là cái đấy là của người khác. Dạ. Nó phải nhất quán thì nó sẽ cái đấy là của sẽ là
ví dụ cái tiệp khán giả đấy là của ca sĩ A, ca sĩ B, ca sĩ C, và nhiệm vụ của người ta là cái tệp đấy, còn nhiệm vụ của mình là ở chỗ này. Đấy, thì lúc nào cũng phải tỉnh táo như thế thì mình mới bởi vì là tỉnh táo như thế để làm gì, bảo để đấy các bạn cứ nghe đi rồi là các bạn lớn thì các bạn nghe tôi đó, em cũng nói về đấy, hẹn 10 năm nữa kiểu vậy. Khi mà bắt đầu xảy ra cái chuyện đấy với em thì mình mới bước vào cái hoàn cảnh đó thì mình rất là khó chịu và mình phải nói để mình phải thanh minh cho mình liền. Nhưng mà em nghĩ cái đấy nó cũng chẳng, khi mà trải qua rồi mình mới thấy rằng là lúc đấy nó không hiệu quả gì cả và nó làm cho câu chuyện đó là lớn hơn. Và đôi khi những cái chuyện nó không phải là lỗi của mình, hoặc là mình bất ngờ mình bị công kích vì những cái không có căn cứ ấy, thì nó lại càng không nên phải giải quyết bằng cách là phải đối đáp với nhau. Vậy nên là cái cách tốt nhất của người nghệ sĩ em nghĩ là khi mà trải qua những cái chuyện đấy cứ im lặng và làm đúng việc của mình. Và nếu mà cảm giác rằng là những cái toxic đấy, những cái comment mà công kích mình đấy nó quá sức với mình, hoặc là nó không phù hợp với cái cảm quan, với cái cảm xúc của mình, thì cứ loại nó ra khỏi cái đầu óc của mình bằng cách là block hoặc là không bàn về cái chuyện đấy nữa. Đấy, cái cách tốt nhất của em là như vậy. Anh thì anh trải qua nó quá nhiều cái chuyện như vậy rồi. Ngày xưa ấy thì anh có hồi mới chơi Facebook, tức là nghe mà người ta nói này nói kia về mình thì mình cũng khó chịu. Nhưng mà anh không biết được, chắc là anh nó có một cái gì đấy nó cảm nhận mọi thứ nó đa chiều hơn những người khác, cho nên là anh suy nghĩ một cách tích cực hơn, nhiều hướng hơn, cho nên là anh bảo là nhiều khi muốn lao vào cãi rồi lao vào ấy, nhưng mà trước đây thì anh nghĩ là tại sao mình phải làm thế, chỉ một cái click thôi là vĩnh viễn cả cuộc đời không bao giờ gặp nhau rồi. Tại sao mà phải nặng đầu, chỉ mỗi một cái click vào cái thôi là không bao giờ gặp nhau trên cuộc đời này nữa. Đúng rồi. Thì hà cớ gì mà mình phải ấy. Nhưng mà sau này sau này thì anh lại không như thế, anh lại không block đến bao giờ. Bởi vì là cái đấy nó làm cho mình mất thời gian nữa. Thì anh kệ và anh chỉ xóa thôi. Anh ví dụ những cái tin nó không đúng, nó không không có căn cứ, có căn cứ, rồi là những cái mà người ta bất lịch sự quá, hằn học hay là nó như thế nào đấy thì mình xóa đó. Vâng. Anh vẫn để cho người ta theo dõi. Để nhiều khi người ta tức ấy. Mà em nói thật, cái kiểu rất nhiều thì mình cũng nghĩ rằng là thôi, sẽ có những cái thành phần kiểu là lâu lâu xuất hiện trên mạng xã hội rồi dùng mấy cái nick lon rồi thích đi nói như thế thôi, nhưng mà thực chất ra là cái cách người ta thể hiện trên mạng xã hội như vậy thôi, chứ ở ngoài thì lại là một con người khác hẳn. Đấy, thế nên là thôi mình cũng không chấp chiếm làm gì, mình cũng không có đôi co làm gì cả. Đấy, bao giờ cũng thế, ở một xã hội này, ở kể cả ngay một cái nhóm nhỏ trong, ví dụ mình đi học lớp, một cái lớp độ mấy chục người thôi là đã có người này người đúng kia rồi. Rồi là mình đã không thích người này, mình đã không thích, đã có cảm tình với người này và mất cảm tình với người kia, thì người ta cũng thế. Một cái sự việc thì người ta có thể người xã này hội nhìn. Mà xã hội không cứ gì ở Việt Nam đâu, mà tất cả các nước nó đều như thế. Yeah. Cái áp lực của showbiz ấy, như anh em mình ở Việt Nam là còn rất là dễ chịu. Đúng rồi. Rất là dễ chịu, bởi vì người Việt Nam dù sao cũng vẫn là ôn hòa. Dạ. Khán giả của mình người ta không có, ví dụ như anh với em đã xây dựng được một cái lớp khán giả rồi, và những cái lớp khán giả đấy là những thực sự là những người mà người ta có văn hóa rồi, thì người ta sẽ chọn lọc tất cả những cái gì có văn hóa.
Còn bên cạnh đó thì vẫn phải có những cái người người ta không thích mình, hay là người ta vì lý do ABCD không cần biết. Nhiều khi có những người người ta khổ lắm, người ta rất là khổ, đời của người ta, cuộc đời người ta nó đau đớn hay là nó như thế nào đấy, và nó người ta hận mình. Ừ. Tức là có những người là người ta sẽ ghét tất cả những người hơn người ta và không, mặc dù không liên quan. Wow. Bây giờ ví dụ như cái mình là hát đúng không? Là một người người ta đi làm thợ xây này, hay là người ta đi làm bán hàng, hay là ABC gì đấy, hay là công nhân hay gì đấy. Tức là cuộc đời của mình và cuộc đời của người ta chả có cái gì liên quan đến nhau cả. Nhưng mà người ta cứ ghét. Người ta cứ hoặc là dù người ta dùng mạng xã hội để người ta xả cái năng lượng đấy ra, thì đấy là cái đấy là những người người ta có những cái thất bại trong cuộc sống, thì cái đấy đáng thương, không phải là cái gì mà nó quá ghê gớm cả. Tất nhiên là nếu mà khi có những cái việc mà người ta trắng trợn quá với mình thì mình sẽ phải nói, vẫn cứ phải nói một lần. Anh nhớ không lâu, chắc 2 năm trước, là trên một trên cái show của anh, live show của anh ngày 8 tháng 3 là anh có nói là cái gì, khán giả của tôi là những người có tiền ấy. À em nhớ cái đấy, vụ đấy. Cái vụ đấy là xong rồi nó gắn ngay vào một câu là những người không có tiền thì làm sao nghe được của tôi chẳng hạn. Đấy. Thế thì sinh viên lấy đâu ra mà sinh viên làm gì có tiền mà nghe nhạc của tôi. Thế cái nó bẻ chữ rồi, bẻ là chữ. Nó ấy, nó đặt vào mình tích. Thì lúc đấy là mình phải nói và mình phải có một cái bằng chứng nhất rõ ràng là tôi không nói như thế mà cái ý của tôi là như này đấy. Cái đấy là mình phải không có nhiều khán giả của mình. Chú có để cái một cái clip nói của chú lên ra clip, rồi là anh có giải thích một lần là cái ý của Bằng Kiều là như thế này, chứ không, cái kia là hoàn toàn là không phải. Đẩy xa lắm. Thì người ta sẽ nhìn nhận lại. Có những người ta ác ý như vậy, người ta có sẵn sàng người ta bẻ một tí để người ta, mặc dù là cái điều đấy anh không biết là người ta nghĩ như thế nào, nhưng mà người ta cần cái nhiều người comment view thì có thể là nó sẽ được nhiều tiền hơn hay gì tương đấy. tương tác đấy. Cái tiếng nuối của em là hôm nãy em nói với chú, là chú có nói đó là nghe nhiều biết nhiều xong rồi cứ muốn làm tùm lum tùm la, thấy người ta làm được cái là mình cũng muốn làm, thấy nhà người ta bán cơm tấm là mình cũng bán cơm tấm đó, kiểu đó. Thì em rất mất nhiều thời gian vào cái việc đấy, và mất cả công sức và tiền bạc nữa. Không phải là tiền bạc là mình bị lừa hay gì cả, mà là mình dồn vào cho những cái sản phẩm như vậy ấy. Thì em thấy là thực ra nó cũng cho mình cái bài học. Cái đấy là trải nghiệm mà em. Cái đấy thực ra đối với anh thì mình không có cái gì mà mình phải tiếc cả. Anh em mình là một trong những số những người rất may mắn của cuộc đời này, được cái sự yêu thương vô điều kiện của rất nhiều người. Cái đấy là cái mà không cái gì có thể so sánh được với anh em mình. Thế cho nên là anh thì anh không có một cái gì tiếc nuối trên cuộc đời này để phải như này thì biết thế tôi làm lại hay là những hơn đầu. Tất cả những cái gì xấu hay tốt nó đều là những cái trải nghiệm đáng quý mà mình có được ở trên cuộc hành đời, hành trình của mình, hành trình sự nghiệp, rồi tất cả mọi thứ, kể cả những khó khăn, kể cả những em không trải qua những cái chuyện đấy làm sao mà em biết được là em không hợp với nó, đúng không? Đúng. Rồi thì vì thực ra là sao đang tỉnh được ra, đúng, mà có một cái bước đà rất tốt với những cái bài hát rất là mọi người đón nhận, rồi xong kết lại quay qua làm một cái kiểu khác hẳn, xong rồi mất thời gian 2-3 năm trời như thế. Xong cái lại mình lại xuống đào xuống một cái kiểu là mình không gỡ lại được cái chuyện kia. Thế nên là mình phải bắt đầu lại thì thôi, đúng là cũng là một cái bài học. Bởi vì em không làm, em không trải nghiệm, em không biết được. Cái nghề mình nó thế. Cái nghề mình thực ra mà nói thì tại sao mà anh vẫn cứ nói là cái nghề này nó buồn cười lắm, nó có những cái điều mà không bao giờ có thể dạy nhau được. Nó bắt buộc phải trải nghiệm.
bắt buộc bây giờ em nghe em hát và cách cũng là bài đấy, xong rồi cách đây 10 năm hay là 5 năm thôi là em thấy nó cái độ về 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 trải nghiệm nó khác rất nhiều luôn. Khác rất nhiều và cái đấy là nó cần phải trải nghiệm nó mới như thế được. Chứ không thể nào mà đùng một cái mà em muốn nó như thế là nó như thế được đâu. Còn âm nhạc thì nó lại đặc trưng hơn nữa. Nó đặc trưng hơn tất cả những cái điều khác. Em mà không trải nghiệm, không bao giờ em hát được như này. Chẳng hạn thế. Anh vẫn nói là có những người hát cực hay, hát cực giỏi nhưng mà không hát được nhạc tình. Không hát được tình ca, không hát được nhạc trai gái, yêu đương rồi là thả thính. Là không hát được. Không chạm được. Hát thì hát được. Bởi vì là ca sĩ mà thì hát cái gì chả được. Nhưng mà không chạm được vào. Thì có những... Đây là cái bài học mà chú nó nói với em từ 10 năm trước rồi đấy. Tức là cái đấy là em mà không yêu thì làm sao mà em hát bài yêu được. Em yêu mỗi bản thân em thì làm sao mà em hát được tình cảm với mọi người. Dạ. Thế cho nên trải nghiệm nó quan trọng lắm. Và nó rất là quý. Dạ. Rồi, em cảm ơn chú Bầu rất nhiều đã đồng hành cùng em cơ duyên 10 năm trước và đồng hành cùng em trong cái live concert này. Cái chú là cái người, dĩ nhiên là Uyên Lê, Phương Linh là hai người bạn thân của em, nhưng mà chú là cái người khách mời đầu tiên em muốn mời, tại vì đấy là cái có một cái lý do đặc biệt như thế. Và cũng là cái may mắn là được gặp chú trong cái thời điểm đấy để có những cái bước chuyển mình để tìm về cái dòng những cái gì hợp với mình biết được quay đầu lại. Và trong cái concert lần này thì em biết là rất là nhiều cái sức phải chuẩn bị, nhưng mà là cái phát súng đầu tiên thì em nghĩ là em sẽ cố gắng làm thật tốt và em hy vọng chú cũng sẽ cùng em. Đúng, thì tất nhiên là anh em mình phải làm sao đấy để nó thật hay, để khẳng định một cái vị trí thật là vững chắc trong lòng khán giả của Hà Nội nói riêng và ở các nơi nói chung. Thì anh cũng rất là hạnh phúc và rất là vui khi làm khách mời của em cái chương trình ở Hà Nội là phát súng đầu tiên đấy, đúng không? Đấy, mà anh nghĩ là phát súng đấy nó sẽ hoành tráng, sẽ vé bán sẽ đắt như tôm tươi. Còn những cái sau mà em không mời thì anh không biết. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Đấy, những cái mà sau mà mình không làm khách mời thì mình không biết là vé bán như nào. Bán vé chạy thì sẽ làm liên tục ạ. Cảm ơn mọi người.